Nam em bất ngờ nhắc lại mối tình với Trường Giang sau thời gian ở ẩn. Nam em mới đây gây bất ngờ chia sẻ gợi lại mối tình trong quá khứ với danh hài Trường Giang sau thời gian dài vắng bóng khỏi showbiz. Mới đây trên báo, nam em bất ngờ phủ nhận việc mình ép cân để có thân hình thon gọn như hiện tại. Cô cho biết mình bị mắc bệnh rối loạn hoảng sợ, tình trạng khá nặng khi mỗi ngày có thể lên cơn nên cô đã ra nước ngoài chữa bệnh. Cũng theo chia sẻ của người đẹp sinh năm 1996, do ảnh hưởng của thuốc nên khiến tình trạng tăng cân chóng mặt xảy ra. Tuy nhiên hiện tại người đẹp đã giảm cân nhanh chóng và lấy lại thân hình thon gọn khiến nhiều người bất ngờ. Nói về mối tình với Trường Giang trên báo, nam em cho biết đó là một kỷ niệm. Khi yêu anh Giang, anh ấy như một chiếc chìa khóa mở trái tim của tôi ra. Sau đó tôi không biết cách đóng lại nên phải tìm người này người khác lắp vào vị trí đó và nhận ra không thể tiếp tục yêu như thế nữa. Tôi cảm thấy quá mất thời gian nên cố gắng tỉnh táo và học lại cách yêu bản thân mình, nam em cho biết. Sau ồn ào tình cảm với Trường Giang, nam em cho biết hiện giờ cô không dám yêu mà thay vào đó sẽ đầu tư vào sản phẩm âm nhạc để trở lại showbiz. Trước đó hồi tháng 3 năm 2018, nam em bất ngờ công khai chuyện tình bí mật giữa cô và danh hài Trường Giang. Thời điểm đó, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long khẳng định có thể chết vì nam danh hài xứ Quảng. Thậm chí nam em còn nghĩ mình xứng làm vợ Trường Giang hơn Nhã Phương. Tuy nhiên sau đó cô cũng gửi lời xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của Trường Giang Nhã Phương. Hiện tại Trường Giang hạnh phúc bên bà xã Nhã Phương, còn nam em cũng đã xuất hiện những hình ảnh thanh mảnh và tỏa sáng như nữ thần. YouTube vừa bật chức năng kiếm tiền, bà Tân Vlog hé lộ số thu nhập khiến ai nghe cũng giật mình. Kênh YouTube đạt 2,2 triệu người theo dõi sau 2 tháng ra mắt. Hiện mức thu nhập của bà Tân là đề tài nhận được rất nhiều quan tâm. Đầu tháng 6 vừa qua, thông tin kênh YouTube của bà Tân Vlog chính thức được bật chức năng kiếm tiền đã nhận về rất nhiều quan tâm. Không lâu sau đó, bà còn nhận nút vàng kênh YouTube khiến bất cứ ai nghe xong cũng phải trầm trồ. Thời điểm hiện tại không thể phủ nhận sức hút của người phụ nữ gốc Bắc Giang. Kèm với đó, nhiều người tò mò tới mức thu nhập của bà. Cách đây ít giờ, đại diện truyền thông của bà Tân Vlog đã chia sẻ liên quan đến thu nhập. Theo người này, bà Tân đã được YouTube bật chức năng kiếm tiền, nhưng con số kiếm được không khủng như mọi người vẫn nghĩ. Bà Tân không kiếm được nhiều tiền như mọi người vẫn nghĩ đâu. Nếu kênh của bà Tân ở Mỹ thì con số thu nhập có thể đạt 24.000 đô một tháng. Nhưng khi ở Việt Nam thì chỉ bằng 10-20% con số ước tính. Nếu quy ra tiền Việt, một tháng bà Tân kiếm được từ 70 đến 90 triệu đồng, người này cho hay. Cũng theo đại diện truyền thông của bà Tân Vlog, từ khi được làm quen với YouTube và mạng xã hội, cuộc sống của người phụ nữ gốc Bắc Giang vui vẻ hơn rất nhiều. Với số tiền kiếm được hàng tháng có thể giúp bà trang trải cuộc sống cũng như trả nợ. Tôi cũng đọc qua dòng tâm sự của một YouTuber có tên. Thật ra ai cũng có quan điểm và suy nghĩ riêng của mình. Với bà Tân, việc làm vlog là một thú vui khi tuổi già. Còn nói về việc lợi dụng là không đúng. Cả nhà cùng đoàn kết, làm rồi tất cả cùng hưởng thì không được gọi là lợi dụng. Người này cho biết thêm, khẳng định con số thu nhập không lên tới 100 triệu đồng một tháng. Đại diện truyền thông của bà Tân cũng cho biết, vì chưa đến chu kỳ YouTube trả tiền nên mọi người chưa có kế hoạch ăn mừng. Việt Anh nói về chuyện ly hôn lần hai, tôi không lăng nhăng, không có người thứ ba. Trước những ồn ào về chuyện ly hôn lần hai với người vợ kém tuổi, diễn viên Việt Anh đã có những chia sẻ thẳng thắn về hôn nhân của mình. Cho Việt Anh, việc ly hôn của anh khiến nhiều người quan tâm bởi cũng gây ra không ít ồn ào. Nếu người ta nói anh mang chuyện tình cảm ra bia bản thân, anh nói sao? Chuyện ly hôn đâu có vui vẻ gì để mang ra làm chiêu trò. Tôi không hề muốn sự việc gia đình mình lại trở nên ồn ào đến như vậy. Người mệt mỏi sẽ là bố mẹ và tổn thương lại chính là con cái. Tôi sống trong showbiz này đã lâu và quá hiểu khi mình cố tình tạo chiêu trò thì kết quả mình sẽ nhận được là gì. Ly hôn là điều không ai muốn, nhưng có lẽ đó là số phận. Nhiều người tò mò về lý do anh và Hương Trần chia tay nhau là gì, có mâu thuẫn gì không mà tôi thấy Hương Trần dạo này tâm trạng lắm. Chúng tôi đã có quá nhiều sự khác biệt trong suy nghĩ và cách sống, mâu thuẫn quá nhiều và không thể hàn gắn, nên đành phải chấp nhận. Thực ra đôi khi những dòng trạng thái đó không phải chúng tôi viết cho nhau mà chỉ là cảm xúc riêng của mỗi người. Có thể khán giả lại tự liên tưởng quy chụp rằng chúng tôi đang nói câu chuyện của mình. Khi cuộc hôn nhân lần hai này của anh tan vỡ, nhiều người sẽ cho rằng lỗi rất lớn thuộc về anh, thậm chí còn nổi lên tin đồn vì người thứ ba. Anh nói sao? Tôi xin khẳng định chuyện này lần nữa, lý do chúng tôi chia tay không phải vì người thứ ba. Đã là đàn ông thì không được phép trốn tránh trách nhiệm. Khi cuộc hôn nhân tan vỡ, người đàn ông sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm đầu tiên, khi chưa cần biết anh đúng hay sai. Tan vỡ là điều không ai mong muốn, nhưng đôi khi trong một số trường hợp, sự chia ly là điều cần thiết.
còn cứ cố duy trì hôn nhân mới là điều không đúng đắn. Khi mà sự duy trì ấy làm tổn thương mệt mỏi những người trong cuộc, sự kết thúc là điều nên làm để giải phóng cho nhau. Trong cuộc sống có những cặp sau khi ly hôn, mối quan hệ làm bạn bè lại tốt hơn khi còn chung sống. Tôi và Hương sẽ có khoảng thời gian để nghĩ về tất cả, sẽ thoải mái với nhau nhiều hơn. Nhiều người nói anh là mẫu đàn ông lăng nhăng. Tôi không phải là người trăng hoa lăng nhăng, nhưng tôi tin vào số phận. Có lẽ ông chờ cho tôi sự nghiệp thì hôn nhân của tôi lại không được may mắn. Có lẽ số phận của tôi là cô độc. Khi ly hôn, nhiều cặp đôi khá căng thẳng với nhau thời điểm đầu, anh và vợ cũ thì sao? Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau và đối xử với nhau một cách văn minh. Tất cả mục đích chung giữa tôi và Hương bây giờ đều là vì con, vì bé đậu đậu, để làm sao cho bé không còn cảm thấy thiếu thốn tình cảm gia đình. Hương Trần từng chia sẻ với tôi, khi ra đi, anh cũng để lại nhà cho mẹ con cô ấy và chu cấp cho bé đậu đầy đủ. Đúng vậy, tôi xác định căn nhà chúng tôi từng ở sẽ cho đậu, tôi không muốn để con mình phải thiếu thốn thứ gì. Giờ tôi có làm việc cực lực cũng chỉ là nghĩ đến tương lai của con. Bạn bè và gia đình nói sao về quyết định ly hôn của anh? Không có bố mẹ nào muốn nhìn thấy con mình đổ vỡ trong hôn nhân. Mẹ tôi chỉ nói sướng khổ do con quyết định, còn bạn bè thì luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi. Giám đốc từng hủy hôn Ngọc Lan, bỏ cô gái 40 tuổi show hẹn hò, từ chối trả lời lý do thay tên đổi họ nhưng lại lên mạng làm điều này. Thay tên đổi họ khi tham gia show lựa chọn của trái tim, bỏ luôn cô gái 40 tuổi sau khi thấy mặt. Nhưng khi được hỏi về lý do, Đoàn Minh Tài lại từ chối trả lời. Nam diễn viên Đoàn Minh Tài, người đang gây bức xúc trong cộng đồng mạng vì phản ứng bất ngờ ở show hẹn hò lựa chọn của trái tim, có phản ứng khá bất ngờ khi đối mặt với dư luận. Chẳng hiểu vì lý do gì, Đoàn Minh Tài đã lên show lựa chọn trái tim, tìm vợ và còn thay tên đổi họ, che giấu thân phận làm diễn viên của mình. Tại đây, Đoàn Minh Tài giới thiệu anh là giám đốc một chuỗi nhà hàng Hàn Quốc thành phố. Khi bắt đầu tìm hiểu cô gái nào, Đoàn Minh Tài cũng đưa họ về gặp gia đình. Nếu gia đình không thích cô gái ấy, thì Đoàn Minh Tài sẽ suy nghĩ lại chuyện có nên yêu tiếp hay không. Tiếp đến, Đoàn Minh Tài loại liền hai cô gái trẻ vì lo ngại họ ăn bám mình. Anh còn khẳng định cô gái 40 tuổi đang là chủ thẩm mỹ viện, chính là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng buồn cười làm sao, khi vừa thấy mặt cô gái, Đoàn Minh Tài liền thay đổi thái độ, cuối cùng Đoàn Minh Tài không đến buổi hẹn hò riêng. Cô gái kia cũng biến mất không tung tích. Trong quá khứ, Đoàn Minh Tài cũng từng hủy hôn với diễn viên Ngọc Lan khi đám cưới của hai người sắp diễn ra. Liên lạc với Đoàn Minh Tài về lùm xùm bị chỉ trích ở lựa chọn của trái tim, ban đầu nam diễn viên từ chối trả lời với lý do bận việc. Sau đó Đoàn Minh Tài lại đáp rằng anh từ chối mọi câu hỏi liên quan đến chương trình, bao gồm cả việc thay tên đổi họ, che giấu danh tính ở show cũng như chuyện hành xử kỳ lạ lúc thấy mặt cô gái 40 tuổi. Tiếp đến Đoàn Minh Tài lại chia sẻ một MV ca nhạc với lời dẫn, em đã ưng ai chưa, anh vẫn như lúc xưa, thích ngắm mưa và nằm cắn hộp dưa. Đoàn Minh Tài tỏ ra khá thờ ơ với loạt chỉ trích mà khán giả dành cho anh. Trước đó, Đoàn Minh Tài cũng nhiều lần gây sốc vì loạt phát ngôn động chạm đến Trường Giang Nhã Phương hay đề cập trực tiếp đến chuyện hủy hôn của Ngọc Lan. Cách xê của diễn viên Việt, người tậu nhà 20 tỷ đồng, người phải bỏ nghề biệt xứ, Trấn Thành, Trường Giang, Thái Hòa, Hoàng Anh đều là diễn viên ghi dấu ấn trong lòng công chúng hiện nay, nhưng cách xê lại một trời một vực. So sánh cách xê của diễn viên Việt, nói đến các diễn viên Việt, người ta nghĩ ngay đến một thế giới trong đó là nhà lầu, xe hơi, đồ hiệu, luôn lung linh sang chảnh. Không ít diễn viên đã chia sẻ những món đồ đắt giá, chiếc túi mua được cả căn nhà trên trang cá nhân của mình. Để có được cuộc sống như vậy, chắc chắn các diễn viên đã được trả một khoản cách xê khổng lồ. Tuy nhiên thực tế không phải như vậy. Cùng là nghệ sĩ tham gia nhiều bộ phim ăn khách, nhưng nhiều sao Việt vẫn có mức cách xê chênh lệch. Thậm chí, người thì rủng rỉnh sắm nhà triệu đô, người thì lo miếng cơm hàng ngày, thậm chí là bỏ cả quê hương để sang nơi khác định cư. Trấn Thành, từ mấy năm nay Trấn Thành đã được tiếng trong showbiz Việt là nghệ sĩ giàu có, với mức cách xê khủng. Ngoài làm MC, Trấn Thành còn tham gia đóng phim và kiếm được số tiền không nhỏ từ đây. Gần đây nhất, Trấn Thành có một nguồn thu lớn từ hai bộ phim Cô Lệ Vợ Bầu và Trạng Quỳnh với doanh thu hàng trăm tỷ. Vì thế, nhiều nguồn tin khẳng định việc riêng Trấn Thành kiếm được 1 tỷ một tháng là chuyện rất bình thường. Trường Giang gây xôn xao dư luận khi tiết lộ vợ chồng Harry giàu lắm, giàu nhất showbiz, mới mua căn nhà bên quận nhất ở đường Nguyễn Phi Khanh. Chính xác là Harry Won mới mua một căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Phi Khanh giá 15 tỷ. Nhưng 15 tỷ chỉ là mua thôi, còn sửa mất 5 tỷ, tổng cộng 20 tỷ.
Trước đó, Harry Won và Trấn Thành cũng gây xôn xao vì đi xe 4 tỷ, mặc set đồ gần 1 tỷ rưỡi, đeo đồng hồ đính kim cương trị giá 1 tỷ 2, nguyên một tủ giày và nước hoa xịn hàng trăm mẫu. Thái Hòa. Trong những năm qua, Thái Hòa được mệnh danh là ông vua phòng vé. Dù từ chối tiết lộ cát xê nhận được, nhưng trong cuộc phỏng vấn trên VTC, nam diễn viên vô tình tiết lộ thù lao lên đến tỷ đồng. Năm 2018, Thái Hòa góp mặt trong bộ phim Chàng vợ của em và Hồn ba ba gia con gái. Nhiều người cho rằng cát xê đóng phim của chồng cũ Cát Vượng vẫn lên tới hàng tỷ đồng cho mỗi bộ phim. Trường Giang. Ngoài Thái Hòa, Trường Giang cũng hiện là một trong những diễn viên có cát xê cao nhất trong làng giải trí Việt. Một nguồn tin từng cho rằng nhà sản xuất bộ phim Siêu sao siêu ngố năm 2018 đã bỏ ra 1 tỷ đồng để có thể cái gật đầu của Trường Giang. Tin đồn về việc Trường Giang cá kiếm 1 tỷ rưỡi cho một bộ phim không khiến nhiều người bất ngờ, bởi Mười Khó hiện là cái tên rất hot. Trước đây anh từng đóng nhiều phim ăn khách như 49 ngày hay Taxi em tên gì. Hoàng Anh. Thế nhưng thực tế không phải diễn viên nào cũng có thu nhập khá như vậy. Như Hoàng Anh, gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Cô Thắm về làng, Hoa nắng, Ký túc xá. Đặc biệt mới đây, anh được nhiều người chú ý với vai gã chồng Sở Khanh trong phim Gạo nếp gạo tẻ. Dù không nổi đình đám, nhưng nếu nói về đời tư của nam diễn viên, người hâm mộ cũng sẽ nghĩ anh có cuộc sống khấm khá, không thua bất kỳ một ai trong showbiz. Thế nhưng mới đây, Hoàng Anh bất ngờ chia sẻ, mỗi năm tôi chỉ đóng nhiều nhất 2 phim, với cát xê của 2 phim thì ngay cả việc duy trì cuộc sống của tôi cũng khó khăn, làm sao lo được cho vợ con. Nam diễn viên thừa nhận ngoài công việc đóng phim, anh còn nhận lời mời quảng cáo trên Facebook hay những công việc khác bên ngoài, nhưng phần thu nhập này không đáng là bao so với cuộc sống hào nhoáng tại showbiz.